Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục Làm cha mẹ ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ bàn tới một cái câu chuyện mà có lẽ rằng là rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm, bởi vì chúng ta thấy trong bối cảnh hiện nay khi mà dịch bệnh COVID-19, mặc dù chúng ta đã bao phủ vaccine và những triệu chứng chuyển nặng cũng như là tử vong thì ít hơn, thế nhưng mà số ca F0 đang ngày một gia tăng và cùng với đó là bao phủ trên 63 tỉnh thành. Không chỉ là người lớn mà các bạn nhỏ, các bạn trẻ em khi mà quay trở lại trường học trực tiếp thì cũng đã mắc COVID-19 nhiều hơn. Và trong thời điểm này thì cha mẹ không chỉ có riêng một cái nhiệm vụ, đó là chúng ta vừa lo kinh tế cho gia đình, chúng ta vừa đảm bảo sức khỏe của bản thân, mà thời điểm này thì còn phải bảo vệ sức khỏe cho con. Và nếu như trong gia đình của mình mà có bạn nhỏ không may là F0 thì có lẽ rằng là việc chăm sóc con cũng sẽ khó khăn hơn, khi mà chúng ta biết trong 2 năm qua thì những cái hướng dẫn về việc là chăm sóc trẻ COVID-19 hầu như là chưa có. Đến thời điểm hiện tại thì mới thấy rằng là bắt đầu có những cái sổ tay này, bắt đầu có những cái app ứng dụng, và cùng với đó là những cái thông tin thì cũng mới được đăng trên những cái trang web của các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện Nhi Trung ương. Vì thế mà cha mẹ lo lắng cũng là điều dễ hiểu, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ bàn về vấn đề này với lại các quý vị khán giả. Chắc chắn là như vậy. Thực ra là Vân Anh cũng là một người mà sinh em bé trong đúng cái thời điểm mà dịch bệnh Covid đang bùng phát, và khi mà mình vừa mới sinh em bé xong thì lúc đó mọi người bắt đầu phủ rộng việc tiêm mũi 1. Và trong thời gian đầu thì Vân Anh cũng là một người tìm hiểu rất là rõ với việc là phụ nữ có thai và cho con bú thì có được tiêm vaccine hay không. Thì chúng ta thấy rằng là thời điểm đầu tiên khi mới có vaccine á, thì kể cả Tổ chức Y tế Thế giới lẫn Bộ Y tế Việt Nam thì đều có khuyến cáo là phụ nữ có thai cũng như là cho con bú là những đối tượng cần thận trọng khi mà tiêm vaccine. Bởi vậy cái thời gian đầu mới sinh bé là mình quyết định là dù mọi người đi tiêm và mình cũng có trong danh sách được tiêm, thế nhưng mà mình quyết định là chưa tiêm vội để xem là có những khuyến cáo mới hay không, cũng như là phải tìm hiểu thật là kỹ như thế nào. Bởi vì bao giờ cũng vậy, khi mà cho con bú trực tiếp thì nhiều bà mẹ sẽ lo lắng là có ảnh hưởng gì đến nguồn sữa hay không, ví dụ như tiêm về sốt có mất sữa hay không, hay là có ảnh hưởng cho con hay không. Và sau đó một thời gian thì bắt đầu có những khuyến cáo mới từ phía Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Bộ Y tế của Việt Nam, đó là phụ nữ cho con bú và kể cả phụ nữ có thai thì hoàn toàn có thể tiêm được vaccine COVID-19, nhưng mà sẽ tránh là của Sputnik 5 đó, còn các loại khác chúng ta có thể tiêm được. Với những phụ nữ có thai thì nên là để qua một số tuần nhất định, thường ấy là mọi người nên để sau 3 tháng thì chúng ta mới nên tiêm. Thế còn lúc mới đầu thì khuyến cáo là chúng ta cũng chưa nên tiêm vội. Thế còn những phụ nữ cho con bú thì hoàn toàn chúng ta có thể tiêm được. Và sau đó thì mọi người đều chia sẻ với nhau một câu, đó là vaccine tốt nhất chính là vaccine được tiêm sớm nhất, ngay cả với những cái đối tượng nhạy cảm như là phụ nữ có thai và cho con bú. Tuy nhiên trước khi tiêm thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải ngồi trò chuyện kỹ hơn bác sĩ so với những đối tượng khác, và chúng ta phải hiểu rõ là khi tiêm xong thì liệu cơ thể có phản ứng gì không, và hỏi xem là có ảnh hưởng gì đến bé không. Và Vân Anh nhớ rằng là trước ngày tiêm là mình đã phải ngồi với cả bác sĩ tiêm sàng lọc và mình hỏi tất cả những cái băn khoăn trong đầu. Và nhiều khi khi mà sinh con xong, mọi người sẽ thấy là đôi khi hay nhớ quên quên. Thế là đôi khi là có thể ở nhà mình nghĩ rằng mình hỏi cái này, nhưng mà đến gặp thì mình sẽ quên mất là mình cần hỏi cái gì. Bởi vậy Vân Anh đã viết ra những câu hỏi rất là đầy đủ đó. Và đến đó thì hỏi bác sĩ thì mình cũng sẽ hỏi luôn là tiêm xong thì có phản ứng hay không này. Thứ hai nữa, có ảnh hưởng tới việc là có mất sữa hay không. Và tiếp nữa là nếu như có sữa thì sữa đấy có được cho con bú hay không. Bởi vì rất là nhiều người khuyên Vân Anh đó là khi mà tiêm xong rồi thì có lẽ là sữa đầu về nên vắt ra và bỏ đi, còn sau đó thì sẽ cho con bú sau. Nhưng mà khi hỏi bác sĩ bảo về hoàn toàn là có thể cho con bú bình thường, kể cả cơ thể của mẹ có phản ứng thì cũng không vấn đề gì cả. Thế nhưng mà chị Vân Anh nói tới câu chuyện này lại làm em nhớ là bên mình MC Đỗ Phương Thảo ấy, thì trong cái quá trình đầu tiên mà tiêm vaccine ấy, thì họ cũng có hỏi là Thảo có đang có em bé hay không. Và thực sự lúc đó thì Thảo cũng không tự nhiên bàng hoàng trước cái giờ tiêm, chỉ là khám sàng lọc thôi ấy. Thì Thảo mới bắt đầu nghĩ là nói thật là em cũng không có để ý. Thế là xong họ bảo thế thôi cứ về cân nhắc đã, xong xem để ý cơ thể mình như thế nào. Thì tới cái đợt sau, thường đợt trước với đợt sau nó cách nhau một cái khoảng thời gian khá dài. Thế sau đấy thì Thảo cũng có về tìm hiểu thông tin và thấy là trong khoảng thời gian này mình cũng phải để khoảng mấy tháng như thế, và phải an toàn sau khi tiêm cũng để mấy tháng. Thế là từ đấy là đến đợt sau thì Thảo mới bắt đầu tiêm. Và nhờ vào cái lần đó thì em mới biết rằng là lúc đó thì em mới nhớ khi ngồi đó có nghe mọi người kháo nhau rằng là hỏi là em sinh con chưa, nếu mà chưa sinh con thì nên cân nhắc, tại vì tiêm cái này có thể ảnh hưởng tới chuyện vô sinh, có thể ảnh hưởng tới chuyện kể cả những người mà muốn có ý định thụ tinh nhân tạo á, thì có thể ảnh hưởng tới quá trình là đậu thai nó sẽ khó hơn. Thực ra thì sẽ có rất là nhiều những lo lắng, bởi vì chúng ta thấy rằng là đây là một cái loại vaccine mới và chưa có cái quá trình gọi là thử nghiệm qua nhiều năm tháng trên nhiều cái đối tượng. Bởi vậy những ai mà đối tượng dễ bị tổn thương thì chúng ta hẳn rằng rất là lo. Và đây cũng chính là cái câu hỏi thường trực của những bà mẹ có thai hay là mới biết mình có thai, hay là có những người thậm chí nhá là tiêm xong rồi về nhà mới phát hiện là mình mang thai, thì lúc đó lại cảm thấy lo lắng hơn bởi vì là cái sự đã rồi. Tuy nhiên thì cũng chia sẻ về vấn đề này thì giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương Trần Danh Cường cho rằng chị em không nên sợ, vì tiêm vaccine thì giúp phòng bệnh cho phụ nữ và vaccine thì không đi qua nhau thai. Bởi vậy thì nếu như mà chúng ta đã tiêm rồi thì cũng đừng có lo lắng quá, mà hãy yên tâm theo dõi trong suốt quá trình mang thai để từ đó có thể đưa ra những cái sàng lọc chẩn đoán cần thiết để có thể bảo vệ sức khỏe của thai nhi.
Và cũng theo giám đốc của Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì kể cả phụ nữ mang thai khi mà mắc Covid-19 thì virus cũng không qua nhau thai vào em bé. Vì vậy mà phát hiện có bầu sau tiêm vaccine thì chị em phụ nữ cũng không cần quá lo lắng, nên yên tâm giữ thai và thực hiện theo dõi thai kỳ định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Đối với các chị em đang mang thai, nếu đã qua 13 tuần, bác sĩ cũng khuyến cáo chị em nên yên tâm đi tiêm vaccine. Việc tiêm vaccine phòng Covid-19 để phụ nữ mang thai giảm nguy cơ mắc Covid-19 hoặc mắc ở thể nhẹ là hết sức cần thiết. Hơn nữa, khi tiêm trong giai đoạn mang thai sẽ sinh ra kháng thể chủ động truyền qua nhau thai để bảo vệ em bé những tháng đầu đời trước khi những yếu tố xung quanh tác động đến. Và các chuyên gia thì cũng đưa ra khuyến cáo rằng những người mang thai có nguy cơ nhập viện vì Covid-19 cao gấp 3 lần và nguy cơ tử vong do virus cao hơn 1,7 lần so với những người không mang thai ở cùng độ tuổi. Và hơn nữa thì trẻ sơ sinh khi mà người mẹ bị nhiễm Covid-19 thì sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Bởi vậy, tiếp xúc gần với người chưa được tiêm chủng khiến trẻ có nguy cơ mắc bệnh Covid-19 cao hơn. Và từ đó thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là khi mà mẹ mà không tiêm Covid-19 thì thực ra lại còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn cho sức khỏe của cả mẹ và con, đúng không? Dạ đúng rồi, nếu mà chúng ta không tiêm vaccine thì chúng ta cũng đã thấy rất nhiều những cái hình ảnh đó, mình được theo dõi những phóng sự trong đợt dịch mà căng thẳng ở tại khu vực miền Nam đó, những bà mẹ ở nằm trong bệnh viện và thậm chí lúc đó phải chia đôi máy thở oxy, rồi thậm chí phải quyết định là cứu mẹ hay là cứu con ở trong khoảnh khắc đó, và đó là một trong bài toán mà khó nhất đối với bác sĩ. Và thưa quý vị, theo như thông tin từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF có cho biết, nguy cơ mà mắc Covid-19 của phụ nữ mang thai cũng sẽ tương đương với những đối tượng khác. Tuy nhiên thì nếu phụ nữ nhiễm SARS-CoV-2 trong quá trình đang mang thai thì họ sẽ có nhiều nguy cơ cao phải nhập viện, phải chăm sóc thật đặc biệt, phải thở máy, đáng lo ngại nhất là bị sảy thai và sinh non. Lý do bởi trong quá trình mang thai, hệ miễn dịch của cơ thể kém đi và việc hô hấp của thai phụ sẽ không được thuận lợi vì dung tích phổi giảm do bị thai đẩy lên trên. Trong trường hợp mà em bé sinh non, sức khỏe giảm đi rất nhiều và sau này lớn lên sẽ không được khỏe mạnh như những em bé được sinh đủ tháng. Cho tới nay, chưa có bằng chứng nào cho thấy việc tiêm chủng ngừa Covid-19 có ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhi. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khả năng sinh kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 của người mang thai và người không mang thai là tương đương nhau. Chúng ta cũng không thể phủ nhận một việc rằng quá trình thai nghén là vô cùng quan trọng với mỗi bà mẹ, nhất là đối với những gia đình mà vô sinh hiếm muộn, phải thụ tinh nhân tạo thì mới có thể mang thai, thì việc lo lắng những ảnh hưởng của vaccine tới thai nhi là điều đương nhiên và có thể dễ hiểu, thông cảm, sẻ chia được. Nhiều phụ nữ thì mang bầu theo phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm lo ngại vaccine này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới được công bố cho thấy, tỷ lệ thành công khi thụ tinh trong ống nghiệm không khác biệt ở nhóm người được tiêm vaccine và chưa được tiêm vaccine. Và cụ thể như thế nào thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Kết quả nghiên cứu của Trung tâm Y khoa Sheba của Israel được công bố trên tạp chí Y khoa Fertility and Sterility khẳng định vaccine mRNA ngừa COVID-19 không ảnh hưởng tiêu cực đến việc chuyển phôi đông lạnh, một quy trình quan trọng của thụ tinh ống nghiệm IVF. Nhóm nghiên cứu đã phân tích 672 ca chuyển phôi trong số 428 phụ nữ được IVF. Trong đó, 141 người đã được tiêm 2 liều vaccine mRNA ngừa COVID-19 hoặc đã phục hồi sau khi mắc bệnh này. Theo đó, các nhà nghiên cứu phát hiện không có sự khác biệt về tỷ lệ thụ tinh ống nghiệm thành công giữa nhóm đã được tiêm vaccine và chưa được tiêm vaccine trong cuộc thử nghiệm. Chúng ta thấy rằng là kể cả đến bây giờ khi đã có rất là nhiều những thông tin theo chính thống, những khuyến cáo của chuyên gia thì nhiều người thì vẫn có những cái lo ngại, bởi vì chúng ta sẽ thường nghe những cái lời đồn thổi, nghe mọi người bày tỏ cái sự lo lắng của mình, mà khi mà chúng ta là một đối tượng dễ bị tổn thương và có em bé thì bà mẹ nào cũng muốn là cẩn tắc vô áy náy. Mọi người nghĩ rằng là tiêm có những cái rủi ro như vậy thôi, hay là thôi tạm thời là mình đừng tiêm, và lúc đó thì mọi người nghĩ rằng là chắc là mình cũng chỉ ở trong nhà thôi, mình cách ly và không tiếp xúc với bên ngoài thì cái khả năng là mình bị mắc Covid-19 cũng sẽ thấp hơn. Và cứ đợi qua thời gian như thế nào. Thực ra trong cái thời gian đầu khi mà mình quyết định tiêm và mình có chụp cái hình ảnh là mình cầm giấy tiêm lên và cũng chia sẻ với những bà mẹ bỉm sữa, thì rất là nhiều người cũng có thai và cho con bú trong thời điểm giống mình thì có inbox liên tục và hỏi mình xem là tiêm về xong như thế nào này, có triệu chứng gì không, sau đó có cho con bú hay không. Rồi khi mà mình nói tất cả những cái vấn đề của mình và những cái câu hỏi mà mình đưa cho bác sĩ cũng như là thể hiện rằng là cái thể trạng của mình vẫn rất là khỏe và cho con bú bình thường, thì mọi người vẫn cứ nói là nhưng mà chị lo lắm, bởi vì là em bé sinh ra thì cũng khá là non và yếu, nhất là những bé mà sinh non này, hay là những bé mà sinh ra mẹ thấy rằng là dễ bị ốm hay là không khỏe chẳng hạn, thì bố mẹ lại càng lăn tăn trước cái quyết định là có tiêm vaccine hay không. Ở thời điểm đó thì bản thân của em cũng đang mang thai và cũng vừa mới sinh em bé xong, phải nói thật là sinh xong ấy thì bạn em mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cái thời điểm lúc đó là
dịch đang rất căng thẳng ở miền Nam, thì lúc đó vaccine cũng thật sự mới được mọi người biết tới và được tiêm nhiều hơn thôi. Thì phải nói thật là ở thời điểm đầu, kể cả em cũng nói là thôi khoan hẳn từ từ để quyết định xem là có nên tiêm hay là không. Thì cứ hội ý với cả gia đình. Tại vì bây giờ cũng, ngay cả chúng ta cũng vừa nói đó, chưa có một nghiên cứu nào chứng minh là có ảnh hưởng tới em bé. Nhưng mà cũng không có một nghiên cứu nào dám nói 100% là không ảnh hưởng cả. Thế thì sau khi bạn đó từ chối cái chuyện đi làm là bởi vì nói là mình bị có khả năng sợ bị nhiễm Covid-19 cho nên không đến sở làm nơi có thể lây nhiễm vì không được tiêm vaccine. Nhưng mà xong sở làm cũng tạo nên một sức ép, nó không thể nghỉ quá dài. Hai nữa là lúc đó ở phía thành phố nơi sở tại bạn em đang sống á, thì cũng có triển khai tiêm chủng vaccine và các bạn ấy cũng có nghiên cứu rất là nhiều trong thời gian đó. Rồi thấy các mẹ bầu cứ lần lượt sắp nhau đi tiêm ấy, thì thôi nghĩ bảo là bây giờ chả may mà bị ấy, thì mình ít nhất là còn có cái sức khỏe để cố gắng vượt qua, là mong cho mẹ tròn con vuông, và mong là bạn em chỉ nghĩ là mong cho tới cái ngày được sinh con ra đời là mình vẫn có cái sức khỏe để đi qua cái giai đoạn căng thẳng ý. Rồi em thấy là thực sự may mắn là cho tới bây giờ thì đúng là mọi chuyện thở phào nhẹ nhõm. Và bây giờ chúng ta cũng đã có nhiều những cái thông tin hơn để các bà mẹ có thể quyết định cũng như là tự tin về cái quyết định của mình, đúng không? Thời điểm đó các nhà khoa học cũng còn đang rất hoang mang và nghiên cứu, đúng không, về SARS-CoV-2, còn chưa có tới biến thể Delta cộng, rồi chưa có tới biến thể Omicron như bây giờ. Và đến thời điểm này thì chúng ta cũng đã có nhiều những cái nghiên cứu khoa học hơn rồi, chúng ta cũng có nhiều những cái lời khuyên, chúng ta cũng được tiếp cận với các thông tin truyền thông nhiều hơn mà không cần là phải đến tận với bác sĩ nói rằng là em cần phải tư vấn là có nên tiêm hay không. Mà em nghĩ rằng là chỉ đơn giản là với thể trạng này này, với những người mà em hay bị mắc những cái căn bệnh này, dị ứng như thế này, thì có nên tiêm hay không thôi, chứ chúng ta cũng không cần phải lo lắng là cứ bầu là có nên tiêm hay không. Và theo Bộ Y tế thì khi vaccine COVID-19 được thử nghiệm lâm sàng vào năm 2020 thì phụ nữ mang thai không nằm trong đối tượng nghiên cứu cũng như là thực hành tiêu chuẩn với các phương pháp điều trị hoặc vaccine mới. Điều này có thể khiến cho nhiều người nghi ngờ rằng vaccine không an toàn ở phụ nữ mang thai. Tuy nhiên hiện nay vaccine COVID-19 đã được tiêm cho hàng trăm triệu người. Các nghiên cứu cho thấy chúng an toàn trong thai kỳ, và cho đến nay thì hơn 200.000 phụ nữ mang thai ở Mỹ đã được tiêm phòng và không có lo ngại về an toàn nào được xác định. Dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC kết luận rằng vaccine COVID-19 được những người đang mang thai, dự định mang thai hoặc đang cho con bú dung nạp tốt. Và điều này càng cho thấy lợi ích của việc sử dụng vaccine vượt xa những rủi ro mà nó đem lại. Và về tin đồn vaccine COVID-19 có thể gây vô sinh thì Bộ Y tế thông tin đến nay thì không có bằng chứng nào cho thấy rằng là vaccine COVID-19 có thể làm giảm khả năng sinh sản tự nhiên hoặc là gây hại cho nhau thai, thai nhi. Mặc dù là COVID-19 còn khá mới, tuy nhiên cơ chế hoạt động của vaccine mRNA và dữ liệu an toàn hiện có cung cấp sự bảo đảm về tính an toàn của vaccine mRNA COVID-19 trong thời kỳ người phụ nữ mang thai. Và một nghiên cứu gần đây thì được công bố trên tạp chí Khả năng sinh sản và vô sinh của Hiệp hội Y học sinh sản Mỹ ASRM cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ thụ thai ở những bệnh nhân đã tiêm phòng trước đó. Nghiên cứu cũng cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ mang thai thành công giữa những phụ nữ đã tiêm phòng so với những người đã mắc bệnh hoặc chưa bao giờ bị nhiễm bệnh. Tất cả vaccine COVID-19 có trong danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới không phải là vaccine sống, vì vậy chúng không thể gây bệnh cho bà mẹ hoặc là cho trẻ sơ sinh. Ngoài những thông tin vừa rồi thì Quyên vẫn chia sẻ lại câu chuyện về cái người bạn thân của mình trong quá trình mang thai á. Bạn nó có một cái nguy cơ đó là bạn nó bị cả tiền sản giật nữa. Và cái số cân nặng thì nó quá với lại cái quy định của một người mẹ mang thai. Thế là dẫn tới là có rất là nhiều nguy cơ xảy ra, thậm chí có thể xảy ra tiểu đường thai kỳ. Thế trong cái thời điểm đó thì thậm chí lúc đó là thật sự các bác sĩ chỉ lo là làm sao để có thể phòng và chống Covid, làm sao để số ca nó giảm thôi, chứ còn cũng các bác sĩ cũng không có quá nhiều thông tin để mà có thể tư vấn cho những cái bà mẹ mang thai. Thì ngay cả bạn em thời điểm đó là chỉ có gia đình hội ý với nhau và quyết định là mọi người đi tiêm được thì mình cũng đi tiêm. Thì thôi cứ đi tiêm cho an toàn. Nhưng mà sau khi mà Quyên đọc thông tin này thì Quyên nghĩ là chúng ta có thể lưu ý đối với những phụ nữ mà có nguy cơ tiền sản giật và bong nhau non, các tai biến sản khoa thì nên trì hoãn tiêm. Quý vị buộc phải xử trí trước khi tiêm. Phụ nữ mang thai sau khi tiêm vaccine cũng gặp phải những phản ứng phụ tương tự như người không mang thai, như là sưng, đau chỗ tiêm, ớn lạnh, sốt nhẹ, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ, đau khớp. Những phản ứng phổ biến này sẽ mất trong vòng vài ngày. Và những phụ nữ mang thai trên 13 tuần đã có thể tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên thì trước khi tiêm phải khám thai sàng lọc kỹ để biết tình trạng của em bé và mẹ như thế nào. Phụ nữ mang thai sau 13 tuần mắc bệnh nền vẫn có thể tiêm vaccine phòng COVID-19, song phải tầm soát thật kỹ, cần khám sàng lọc, cẩn thận, tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế về chuyên môn.
Chúng ta thấy rằng rõ ràng là vaccine COVID-19 chính là một trong những giải pháp tốt nhất hiện nay để chúng ta tránh sự lây lan của COVID-19 cũng như là giảm những nguy cơ biến chứng nặng, đặc biệt là với phụ nữ có thai và trẻ em. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng là phụ nữ có thai và trẻ em là những đối tượng rất dễ tổn thương. Bởi vậy, chúng ta cũng sẽ cần có những kiến thức cũng như là cần khám sàng lọc thật là kỹ với các bác sĩ trước khi mà chúng ta tiến hành tiêm. Bên cạnh việc là sẽ chia sẻ toàn bộ những bệnh lý của mình từ trước cho tới nay, chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại, thì chúng ta cũng nên hỏi những cái câu mà chính bản thân mình còn băn khoăn, bởi vì có thể là chúng ta đã đọc trên báo chí, có thể là đã nghe người thân của mình nói, nhưng mà cái tâm trạng bất an nó cũng sẽ khiến cho tinh thần của chúng ta bị ảnh hưởng. Bởi vậy, nếu như có bất cứ băn khoăn gì thì trước khi tiêm chúng ta hãy đặt câu hỏi đó cho bác sĩ để có những cái giải đáp, và từ đó thì chúng ta cũng sẽ có quyết định đúng cho bản thân mình. Và sau khi mà tiêm xong thì chúng ta cũng đừng nên chủ quan là tiêm xong rồi mình không thấy phản ứng gì sau 30 phút theo dõi, mà chúng ta vẫn nên theo dõi khoảng vài ngày sau để xem là cơ thể phản ứng như thế nào. Hay là với những phụ nữ có thai thì chúng ta lại càng phải theo dõi kỹ hơn. Và đặc biệt là với phụ nữ cho con bú chẳng hạn, thì Vân Anh cũng được khuyến cáo là nên theo dõi cả mẹ cả con sau khi mà mình tiêm để xem là phản ứng như thế nào. Bởi vì trong thời gian đầu khi mới tiêm COVID-19 thì chưa có nhiều những bằng chứng và nghiên cứu để xem là cái phản ứng của bà mẹ sau sinh cũng như là ảnh hưởng của em bé ra sao. Và bây giờ thì chúng ta đã có nhiều bằng chứng khoa học hơn cũng như là tự tin hơn trong việc là hiệu quả COVID-19 cũng như là không có quá nhiều những tác dụng phụ như chúng ta vẫn nghĩ. Nhưng rõ ràng là cẩn tắc vô áy náy, trước khi mà quyết định tiêm vaccine với những cái đối tượng dễ bị tổn thương thì chúng ta sẽ cần nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng để từ đó đảm bảo an toàn cho bản thân và có được hiệu quả tốt nhất từ vaccine.